Chào mừng quý vị và các bạn đến với video clip mới nhất của LTK Bonsai. Nhâm bột chứ hôm nay mình triệu rưỡi cũng đến điểm bán cây kiểng của anh Thanh Chí ở quận Cái Răng, tiếp tục làm cái clip về những cây phô giấy bông bụp bông trang cho quý bà con mình có nhu cầu giao lưu trên mọi miền tổ quốc. Rồi chào Chí ơi. Dạ em chào anh Tấn, chào tất cả anh em chú bác gần xa đã ủng hộ em mấy lâu nay. Bữa nay em lên một clip 4 cây bông giấy, 2 cây bông trang và 2 cây dâm bụp. Rồi, đầu tiên là cây... Đầu tiên là em giao lưu cây số 1 là cây dâm bụp anh em ơi. Qua dâm bụp màu gì đây? Cái này qua dâm bụp xưa á. Ta mình màu đỏ ha. Ta màu đỏ đó, về anh em ghép thái chơi. Rồi. Cành bay này, cái này dán bay anh em, cái củ khá đẹp, củ đẹp lắm. Cây này 65 bay. Chiều cao nó 37. Cũng có duyên lắm anh em, ngoài nhìn nó quái lắm như ốc sên vậy nha. Rồi, cái dòng... em đo đồng cũ. Giờ hoàn thành thân này cái đi. Thân bay. Thân bay này nó 28 anh em ơi. Thân này em đo trên 34. Tổng luôn. Tổng cái thân này. Nó 87 nha anh em. Rồi 87. Rồi, cây này nhiêu nơi? Rồi cây này số 1 là 3 triệu 2 anh em ơi. Toàn quất luôn. Cây số 1, cây qua dâm bụp. Dâm bụp. 3 triệu 2. Số điện thoại của em là 0932 866 660, cũng là số Zalo của em nha. Tới cây số 2 là cây cũng qua dâm bụp luôn em anh em ơi. Cây này rất quái à. Cái này nó liền cái gốc chứ anh em, như là phu mẫu tử phu thê vậy á. Cộng gia đình, cộng gia đình, hai con hai vợ chồng ôm nhau quấn quýt liền anh em. Rồi không có bị lỗi gì hết. Không có bị lỗi hết. Đế khá rồi, đẹp. Rồi dòng cụm nguyên chiều cao trước đi. Rồi. Cây thân 55. Tổng luôn là 108. Rồi thôi đo vậy được rồi. Rồi, sơ lược. Rồi cây này là có giá là 4 triệu 2 anh em. 4 triệu 2. Cây số 2. 4 triệu 2. Rồi tới bông giấy anh em. Giấy Mỹ ha. Giấy Mỹ. Giấy Mỹ này rất dễ trồng anh em. Cái này không có lỗi, không có hư nha anh em. Cái này do vận chuyển cái xe nó bị dập đây, chốc da miếng nhà chạy da anh chốc à. Quay vòng nữa đi. Chiều cây cao cây này là 64 anh em. Chiều cao 64. Quanh tại vị trí này. Tại vị trí này đi là 58. Coi đó cái cũ này thì nó 78. Rồi đo trên cái thân chính cục đó rồi. Đây. Cái này là nó 23 nha anh em. Rồi bên kia luôn. Cũng khoảng 23 luôn. 23. 24. Rồi, quay. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 2 triệu 7 nha anh em. Thôi giấy Mỹ. Thôi giấy Mỹ, mã số 3. Rồi cái này vận chuyển toàn em quốc. Em vận chuyển toàn quốc luôn. Rồi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi nhắc số điện thoại anh chứ. Số điện thoại của em là 0932 866 660, cũng là số Zalo của em nha. Rồi tới cây bông giấy, cây số 4 là cây bông giấy nữa nha anh em. Không, để ngay chân giữa. Ngay chân giữa. Rồi cái này em cắt trừ hao này anh em về chơi trực lắc không được nha anh em. Em trừ hao chơi tàn.
để tàn. Đây giờ cây bà thì cắt lại em cắt chịu hao. Cái này chiều cao nó 82 nha anh em. Rồi mấy cây này bao sống khỏe mạnh ha. Bao sống em cũng mới bứng cơ mà. Cây nằm đất không có thúi đế. Không có gì hết. 69. 69 vị trí này, em xích ở trên hoàn thân trên. Là 53. Rồi. Em cắt chiều hao nha anh em. Anh em về còn cắt lại. Rồi cái này là cái mã số 4. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 4.7 triệu. Cái số 4. 4.7 triệu. Em bao xếp toàn quốc luôn. Rồi. Cái này cũng gọn gọn à. Sao cây bông giấy số 5 nha anh em. Số 5 là cây cũng tiếp cũng bông giấy luôn. Thôi giấy Mỹ, giấy Mỹ luôn. 4 cây bông giấy Mỹ không à. Cái này em cũng cắt trừ hao, nó có hai cái dáng, ai chơi lùn thì cắt dưới thân này lùn, còn ai chơi bông cao thì cũng trực lắc cao luôn. Em trừ hao. Rồi cho chiều cao trước đi. Chiều cao cây này là 86 nha anh em. 86. Cái này không mục không gì hết nha anh em. Đế đồ là không có thúi gì hết. Rồi hoành thân. Rồi, 60 anh em ơi. Tại vị trí này. Tại vị trí này 60. Đó dưới không? Cho cũ á. Cũ này là 86 nha anh em. Có một cái vết chày chỗ rễ chứ mà. Chày cái này nãy có cọng rễ chéo á. Em cắt ra cái nó dập tí à, không sao đâu. Rồi cái nách. Nách thì bình thường, này, không có gì hết. Này không có thẹo dít gì hết. Cái đầu này thì dấu nhỏ nhỏ xíu à. Rồi, dấu cắt thôi. Rồi cái này em giao lưu với em anh em là 5.5 triệu nha anh em. 5.5 triệu. Cái mã số 5. Cũng đi toàn quốc luôn ha anh. Bao toàn quốc luôn. Rồi cái lô này là đi toàn quốc hết ha. Rồi lô con giấy với con trang này đi toàn quốc hết. Rồi. Còn mai thì nó kình càng quá, anh em mà xa thì thương lượng với em. Rồi tới cái con giấy cũng là con giấy Mỹ nha anh em. Cũ này khá đẹp luôn anh em. Nó như cũ sứ vậy. Quái ha. Cây này nó quái á. Trực lắc luôn anh em. Cắt vào đẹp luôn, lắc sẵn luôn. Rồi, cao này. Cái này chiều cao là 77. Cái đó có nhánh nào nó gác qua rút ra đó hả? Không, đúng rồi, nó có cái nhánh này nè. Chưa ăn vô thịt. Nó lên đây chút cái nó quặt nó đi bậy ở nhánh dưới này chứ, vậy. Cắt ra trực lắc luôn. Quần thân trên này đi, hai thân này đi. Nó 37. Luôn cả thân này thì nó 50 tương đối đi, 56. 56 rồi đi, rồi. Để đo cũ nghe anh em. Nó cũng xéo chứ nó không ngay gì được. Ừ. Hơi xéo. Cái này 105. Cũ đặc luôn anh em. Rồi, không có bị lỗi lầm gì. Không có lỗi hết. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 12 triệu anh em ơi. Em bao xếp toàn quốc luôn. Rồi 12 triệu. Cái mã số 6. 12 triệu em bao xếp toàn quốc. Số điện thoại của em là 0932 866 660. Cũng là số Zalo của em. Cây số 7 là cây bông trang lá nhỏ nha anh em. Trang gì anh? Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ. Chiều cao nó cây này 112 anh em. Cao 112. Đo tổng hoành cái đi em đo từ thân. Này hoành là 32 nha anh em. Rồi 32.
Cái cũ này cũng khá, để coi khảo sát là 37. 37. Cái thân lớn này 18 anh em ơi. Thân bên kia luôn đi. Cũng khoảng 17 à. 18 luôn. 18 luôn, rồi quay vòng. Quay đi. Quay đi, quay đi. Cây trực lắc nha anh em. Có cái mặt chắc... này hơi xước chút ha. Ừ. Cái mặt này nó bị xưa ta chặt á, nó không có sao, nó liền hết trơn, quá đá chứ. Rồi. Nó không có thúi gì á. Tại nó thấy nó đen đen vậy đó. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 5 triệu nha anh em. Mã số 7. Bông trang đỏ lá nhỏ 5 triệu. Rồi tới đây, bông trang đỏ lá chung nha anh em. Cái này nguyên một cụm nó đương nhau nó liền luôn nha anh em. Rồi. Cho cao đi. Chiều cao 108 anh em ơi. Rồi cái này hổm clip hổm em quay mà em không có làm kỹ lại, bữa nay em dọn sạch hết. Em hổm làm không kịp kỹ lại. Rồi em làm lại bữa nay giao lưu lại nên giá cũng sát là luôn. Cái thân lớn này em đo trước cái đi. Ừ. Cái đó cây cũ. Cũ này 23. Cây này cây cũ nở nha anh em. Cũ nó gần 38 rồi. Rồi đo nguyên da cái thân này nè, cái thân này nó câu. Có bị mối ăn chút không? Ừ, cái bên kia cái thân kia bị mối ăn, để ngồi quay lại cho anh em xem. Cái này tổng là 129 nha anh em. Rồi đây, rồi. Ừ. Cái này có trứng nè, khuyết điểm nào anh nói. Bên đây cái bên tay thân này nó mối ăn nhưng mà nó cũng vẫn sống bình thường anh em. Cái này mới bị lũa. Rồi. Ừ. Rồi. Rồi cái này em giao lưu với anh em là 7 triệu anh em ơi. 7 triệu. Cây cuối cùng nha, cây trang đỏ lá chung nha anh em. Rồi. Kết thúc á. Rồi anh em xin chào tất cả anh em. Mong anh em ủng hộ cho em mau lẹ. Rồi. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại video lần sau.